Thôi, dạ em Tông xin kính chào anh chị cho mình đang xem video của em nhé. Hôm nay thì mình Tông sẽ tiếp tục lên tiếp cho gì mình một căn hộ với đơn giá chỉ có 1 tỷ 550 nằm tại vị trí của khu vực Mường Thanh Vĩnh Triều. Sản phẩm ngày hôm nay được gia chủ vừa mở bán thôi chị. Căn này vừa mới hoàn thiện xong, rất là mới luôn, nội thất rất là xịn anh chị ơi. Diện tích của căn ngày hôm nay là 59 m2 với cái ban công sẽ nhìn thấy xéo biển nha anh chị. Và có đơn giá chỉ có 1 tỷ 550 thuộc tờ OC2B. Với vị trí của tầng số 24 thì từ đây mà ngồi ngay vị trí ban công thì chị thấy cái view xéo biển khá là đẹp. Và nội thất ngày hôm nay được chủ nhà setup rất là ok luôn chị ơi. Thì bây giờ em sẽ quay chi tiết anh chị mình cùng xem video hết để nắm về chi tiết của sản phẩm này nhé. Dạ anh chị, hiện tại thì em đang ở trong căn hộ ngày hôm nay. Thì với căn ngày hôm nay thì có ban công xéo biển và nội thất được chủ nhà setup mới cực kỳ đẹp luôn chị. Và gần như tất cả các nội thất ở trong căn hộ ngày hôm nay được chủ nhà làm rất bài bản và hoàn chỉnh anh chị ơi. Đấy, hiện trạng thì bây giờ với một cái ban công nhìn thấy xéo biển như thế này, em sẽ đứng từ vị trí ban công quay trước cho chị ha. Hôm nay thì ở Nha Trang thời tiết đang mưa chị, mưa từ sáng tới giờ rồi. Với cái biển của Nha Trang ngày hôm nay trời mưa thì nó sẽ như thế này anh chị, sóng thì cũng khá là cao. Với vị trí tầng số 24 thì đứng trên này nhìn xuống cũng rất là đẹp anh chị. Góc này là góc đông bắc, nhìn ra được vị trí của khu vực phía bắc thành phố Nha Trang nè. Ở đây thì có một cái ban công nhìn khá là rộng rãi. Đó, để thêm một cái máy giặt ngoài đây cũng được, hoặc là mình để ở phía trong kia. Nhưng mà căn ngày hôm nay chủ sẽ setup cái máy giặt ở phía trong anh chị ơi. Và cái mặt phía ngoài này thì được chủ nhà để hai cái cục máy nóng lạnh. Với căn ngày hôm nay thì chủ nhà sẽ để cho mình là nội thất đầy đủ và bao gồm là hai cái máy lạnh ở trong hai phòng ngủ nha chị ha. Còn lại thì gần như là không gian bếp nè, rất là đẹp luôn chị. Anh chị mình xem qua không gian bếp được chủ nhà làm tủ kệ trên và kệ dưới, và vị trí ở đây thì bao gồm là một cái máy lạnh hiệu LG, một cái máy lạnh hiệu LG hai cửa và một cái máy giặt lồng ngang hiệu AEWA. Toàn bộ thì bếp được chủ làm như thế này anh chị, nội thất mặt lót đá, bếp từ hai lò, máy hút mùi hiệu Kenji anh chị ha, toàn toàn là đồ mới hết, tất cả những nội thất ở trong đây sẽ là mới hoàn toàn. Còn đây là vị trí của khu vực rửa chén đây chị. Đó, làm hai ngăn đó, một cái ngăn rộng và khi mình thiết kế lại mình để có những ngăn riêng mình rửa chén thì mình làm gì đó rất là tuyệt vời anh chị ơi. Và cái không gian của phòng của chúng ta ngày hôm nay, một căn như thế này diện tích 59 và chủ nhà sẽ đắp đầy đủ nội thất bao gồm sofa, bộ bàn ghế ăn, bốn ghế để đầy đủ. Với cái không gian chính của sản phẩm ngày hôm nay nó sẽ như thế này anh chị. Bây giờ mình xem qua ha, em sẽ đứng rất là gần và quay chi tiết cho chị mình xem hiện trạng như thế này. Tivi được chủ nhà setup rất là bự anh chị, một cái tivi màn hình lớn này, không gian chính của phòng khách và vị trí của bàn ghế ngồi sofa nhìn qua tivi. Đây là khu vực mình ngồi ăn nè, đây là vị trí khu vực mình ngồi ăn, một bộ bàn ăn bốn ghế, setup thêm một số tranh ảnh hình ảnh khá là đẹp cho anh chị. Còn khu vực này là bộ bàn ăn bốn ghế và vị trí bên này là một bộ ghế sofa ngang. Ở đây mình còn thiếu thêm một cái bàn nữa chị, khi mà chị mua thì chủ nhà họ sẽ hỗ trợ anh chị ha, để thêm một số chậu cây đây. Còn đây là cửa chính nè, cửa chính đi ra hệ thống cổng điện nó sẽ nằm ngay góc đó. Còn đây là khu vực sàn thì được lót đầy đủ hết anh chị ha, lót sàn rất là sạch sẽ luôn anh chị, tông màu chủ đạo là màu kem và màu nâu anh chị nha. Còn đây là một cái phòng ngủ nhỏ anh chị. Phòng ở ngày hôm nay thì bao gồm là hai phòng ngủ, một phòng lớn và một phòng nhỏ. Phòng lớn thì sẽ có WC phía trong, còn phòng nhỏ thì công năng nó sẽ như thế này, một cái tủ treo đồ cao như thế này, bao gồm tất cả học trên và học dưới. Còn đây là một cái giường và setup sẵn cho chị, nhà mình nệm sẵn hết nha, chỉ việc dọn vào ở thôi nha anh chị nha, không có mua thêm bất cứ thứ gì đâu anh chị. Ở trong thì nó có một cái máy lạnh hiệu Nega, Nega cao qua anh chị ơi. Thì với không gian ở phía bên ngoài thì góc bên tay phải khi mình chỉ bước ra nó sẽ có một cái toilet như thế này. Một cái toilet mặt phía bên tay phải đây, đây là toilet sử dụng chung của căn hộ ngày hôm nay. Chủ nhà làm rất là bài bản ha, thay là toàn bộ đồ mới hết cho chị luôn, gần như sử dụng hết tất cả đồ mới và đồ rất là xịn nha chị nha. Rồi phía trong này thì bao gồm là một cái phòng ngủ, master phòng ngủ lớn thì thường thì sẽ có cái toilet trong cho chị và mình luôn. Với toilet trong như thế này thì tất cả các toilet thì đều làm theo kiểu nghiêng mẫu và giống nhau toàn bộ hết vậy anh chị ơi, ở trên và ở dưới đều giống nhau nè. Anh chị xem nè, một cái kính cao như thế này rất là đẹp. Toàn bộ thì được ốp lát cao hết, toàn bộ hết anh chị ha, rất là sạch sẽ. Còn khu vực của phòng ngủ master đây, phòng ngủ này thì nhìn thấy được xéo biển anh chị. Cái phòng ngủ nhìn thấy được xéo biển nè. Anh chị mình xem ha, từ mặt này đứng ngay vị trí này,
Đứng ngay vị trí này thì anh chị có thể nhìn thấy được là cái view của phòng ngủ của chúng ta nó sẽ như thế này, rất là đẹp. Hiện trạng thì đơn giá hiện tại đang chủ đang cần bán thì chỉ có 1 tỷ 550 thôi, giá vẫn còn bớt thêm một chút xíu lập thôi anh chị ơi. Hiện tại với Mường Thanh Vĩnh Triều thì chủ nhà họ không thương lượng quá sâu anh chị ha, đặc biệt là với những căn mới như thế này, hiện trạng thì rất là tuyệt vời. Với khu vực Mường Thanh Vĩnh Triều thì nếu như anh chị mình quan tâm thì gần như là đã nắm sơ qua về mặt pháp lý. Pháp lý của Mường Thanh Vĩnh Triều thì gần như là chỉ là hợp đồng mua bán và sở hữu 50 năm. Hiện tại căn của mình thì nằm ở vị trí tầng số 24 thuộc tòa OC2B. Đi tắm biển thì đi ra mất khoảng là 50 bước chân thôi là đã qua tới bãi tắm của Hoàng Công rồi anh chị nha. Chỉ cần đi qua tới bãi biển là mất khoảng 50 bước chân thôi là đã được rồi anh chị. Đấy, hiện trạng anh chị như mình thấy mà em đã quay rất là kỹ và chi tiết ha. Gần như tất cả cái nội thất được chủ nhà làm rất là đẹp anh chị, bài bản về từ ghế sofa, setup TV, kệ, bộ bàn ăn và đặc biệt là không gian bếp là rất tuyệt vời. Bếp thì được chủ nhà làm rất bài bản và sạch sẽ. Bếp là một trong những cái không gian rất là quan trọng trong căn nhà hoặc là trong căn hộ anh chị ha. Anh chị mình xem lại một chút xíu ha. Mã căn của chúng ta ngày hôm nay sẽ là mã căn 2406 anh chị ha, nằm ngay vị trí trục giữa. Thì với không gian như thế này, đơn giá chỉ có 1 tỷ 550 thì Minh Tông cũng rất mong muốn là anh chị mình mua để sở hữu một căn hộ, một bất động sản tại thành phố biển Nha Trang. Đặc biệt thì trong dịp Tết này, chỉ còn vài ngày nữa thôi là để bắt đầu bước vào cuối năm và chuẩn bị một năm mới, Minh Tông cũng hy vọng là anh chú, cô chú anh chị mua để sở hữu trước Tết và mình có mình sử dụng ha, hoặc là đầu tư để cho thuê tạo dòng tiền hàng tháng cũng rất là tuyệt vời cho cái sản phẩm này. Rồi bây giờ thì Minh Tông cũng xin kết thúc video anh chị ha. Với sản phẩm này thì Minh Tông cũng mong muốn là anh chị và mình mua được một cái sản phẩm với đơn giá tốt nhất và với sản phẩm có chất lượng cao để anh chị và mình sở hữu và sử dụng lâu dài. Rồi bây giờ Minh Tông cũng xin kết thúc video tại đây anh chị ha. Minh Tông cũng hy vọng là hợp tác và cũng như là giúp cô chú anh chị mình mua được sản phẩm ưng ý với đơn giá tốt nhất có thể. Nếu anh chú cô chú anh chị mình thương thì cho em xin một like và một đăng ký kênh để cái sản phẩm này cũng như cái video này được đưa tới người tiêu dùng nhiều hơn và cũng như là những anh chị mình đang có thiệt sự quan tâm tìm kiếm mua ở thành phố Nha Trang nhé. Rồi bây giờ em xin chào, hẹn gặp lại cả nhà mình vào video tiếp theo của em ngày hôm sau ạ. Anh Tâm xin chào, hẹn gặp lại cả nhà ạ.